Cathy Uyên, nữ diễn viên chính của phim Để Mai Tính, đang chuẩn bị gấp rút cho những ngày trước khi bấm máy. Giờ mình thử đồ nha. Trước khi đến với điện ảnh, diễn viên Cathy là một MC truyền hình cho một số chương trình giải trí trên kênh truyền hình tại Mỹ. Với vai trò của một người dẫn chương trình, Cathy Uyên bắt đầu đến với những cơ hội và thử thách của nghệ thuật điện ảnh, tiếp tục giấc mơ trở thành diễn viên của mình từ thời thơ ấu. Sau khi casting mấy tuần sau, thì Justin với chị Irene mới gọi Cathy đi gặp để uống cà phê. Rồi trong khi đó, Justin với chị Irene mới nói là rất tiếc tại vì Cathy là Việt Kiều nên không thể mời đóng vai Mai được. Mà có một cô gái Việt Kiều tên là Lan, rồi muốn Cathy tham gia trong phim Để Mai Tính, giờ mới mời Cathy đóng vai Lan. Rồi Cathy mới đồng ý, cũng hơi buồn chút xíu tại vì mình không có được đóng vai chính. Nhưng mà cũng thấy vui tại vì mình cũng rất là giống như là mến chị Irene, đã là làm chung với chị Irene trước đây rồi, cũng mến anh Dustin nên cũng muốn tham gia trong ekip của Để Mai Tính. Ba tuần sau á, Cathy mới nhận được một cái nhắn tin, anh Dustin với chị Irene muốn gặp Cathy đi uống cà phê. Cathy cũng hơi ngạc nhiên, mới nghĩ ủa trời, sắp bấm máy rồi mà đi có thời gian để uống cà phê nữa hả? Ok thôi đi luôn, ok uống cà phê. So đi uống cà phê rồi chị Irene với anh Dustin mới nói là có một chuyện không may mắn xảy ra. Cathy cũng hơi bất ngờ, mới nghĩ là ủa, à chắc là ta cắt cái vai Lan rồi, chắc là Cathy không có cơ hội đóng trong phim Để Mai Tính nữa. Anh Dustin với chị Irene mới nói là tại vì diễn viên chính bây giờ sức khỏe gì không tốt nên muốn mời Cathy để nhận được vai Mai. Trong lúc đó Cathy không biết nói gì tại vì rất là bất ngờ. Rồi Cathy mới hỏi anh Dustin, ủa anh bây giờ chừng nào mới bấm máy, chừng nào mới bắt đầu quay phim Để Mai Tính. Rồi anh mới nói thứ hai tuần sau, như là 7 ngày sau hả anh? Anh nói đúng, 7 ngày sau. Nói trời ơi sao mà làm kịp. Nè em nói anh nè. Nhấy sắc đẹp có rồi mất phải không? Nếu anh có duyên thì khác. Khác sao? Ví dụ nè, ok anh kể cho em, anh có thể quyến rũ một người đàn bà như sao? Quyến rũ? Ừ, anh phải có chiêu nào chứ, chiêu nào mà anh thường tập trước gương á, không làm gì. Ok đi anh đi nè. Đó, bài tập bị gì nha, anh chắc rất là nữa nha. Ok, miễn phí cho anh luôn đó. Rồi, đi, không trễ bây giờ nha. Bye bye, cảm ơn. Nói về Cathy thì ban đầu thì tôi cũng chưa được xem phim của Cathy nhiều, nhưng mà xem được qua một, hai bộ phim thôi. Đó, và mình tiếp xúc ở ngoài thì thấy Cathy nói tiếng Việt với một cái giọng như là một người nước ngoài nói tiếng Việt, nó hơi lỡ. Mình cũng hơi băn khoăn về vấn đề đó. Tới những cái đoạn mà nó có nhiều cảm xúc mà cái giọng của người diễn viên nó lỡ đi đó, thì tôi sợ nó sẽ làm hỏng đi cái hiệu quả hay cái cảm xúc mà hai người đang trao đổi với nhau. Thì mới đầu thì tôi rất ngại cái chuyện đó, nhưng mà sau khi làm việc với lại Cathy đó thì tôi mới phát hiện ra là Cathy là một người diễn viên đã được đào tạo, đã học hỏi, nhưng mà trên hết là cô ta đã được đào tạo rất kỹ và cô ta có một cái sự hiểu biết về diễn xuất và làm thế nào để thể hiện nhân vật của mình một cách rất là trung thực. Càng ngày thì tôi lại càng thích làm việc với lại Cathy. Chính vì cái sự làm việc nghiêm túc và bài bản và có thể hiện được nhân vật một cách rất là đa màu sắc, và Cathy cực kỳ chịu khó, rất là có trách nhiệm với lại cái công việc của mình. Và tôi nghĩ là cái chuyện mà cái giọng nói của Cathy nó hơi lỡ á, nó sẽ không là vấn đề, mà nhiều khi
nó còn là một cái gì đó rất dễ thương với khán giả. Say mê nghệ thuật từ nhỏ và luôn được ba và gia đình ủng hộ. Ngay từ thời trung học, Cathy đã tham gia diễn xuất trên sân khấu cùng các bạn ở trường. Sau đó tốt nghiệp đại học tại UC Irvine, Cathy bắt đầu tham gia vào lĩnh vực truyền hình, sản xuất video, casting và đến với nhiều vai diễn khác nhau, tạo nên sự khởi đầu nhiều hy vọng cho con đường nghệ thuật mà Cathy lựa chọn. Em bị sức gì? Rất hay đạt. Trở về Việt Nam với bộ phim Chuyện tình xa xứ của đạo diễn Victor Vũ. Năm 2008, diễn viên Cathy Uyên đã chính thức được vinh danh tại Cánh Diều Vàng dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giải diễn viên phụ phim truyện nhựa xuất sắc nhất, Cathy Uyên. Đây là cơ hội tiếp theo cho cô tiếp tục sự nghiệp điện ảnh của mình tại quê hương. Để Mai Tính là bộ phim thứ hai của nữ diễn viên duyên dáng và dễ thương này tại Việt Nam. Những phim trước đây thì...